Châu Gia Long xin mến chào toàn thể quý anh chị ạ. Hôm nay buổi tối thứ năm, ngày mùng 7 tháng 7 luôn. Nay Long này như lời hứa với quý anh chị mình sẽ quay trở lại vườn sinh vật cẩn tận khánh ở thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận để chia sẻ cùng quý anh chị mình một số tác phẩm tại nhà vườn, chúng ta cùng chiêm ngắm, cùng giao lưu. Thì quý anh chị mình có thể mình nhìn tổng sơ qua về khu vực phía trước của nhà vườn sinh vật cẩn tận khánh để cùng chiêm ngắm những cái tác phẩm mà hiện tại nhà vườn sinh vật cẩn tận khánh đang còn nắm giữ và nuôi dưỡng, quý vị. Đây ví dụ phía trước này thì nó có cả cái mặt hàng về gỗ lụa. Đây này thì mình làm cái trang trí phong cảnh, tạo nên một cái không gian cũng rất là hay đấy, quý vị. Đây mấy cái mặt gỗ lụa ở phía trước này. Đây mấy cây ở phía trong, phía sau này có một cây lộc vương khá lớn luôn á. Thì để Long đi vào trong đó và quay chia sẻ cùng quý anh chị mình. Quý anh chị mình xem cuốn video này, đừng quên cho Long cùng với nhà vườn sinh vật cẩn tận khánh một like để ủng hộ tinh thần và chia sẻ video để nhiều người được biết hơn, quý vị nhé. Và bây giờ Long cùng mời quý anh chị mình chúng ta cùng đi tổng thể ngắm nhìn toàn bộ những sản phẩm mà nhà vườn sinh vật cẩn tận khánh đang còn sở hữu, tạo tác và nuôi dưỡng. Đây ví dụ như quý anh chị mình có thể nhìn thấy về cái bảng hiệu của nhà vườn sinh vật cẩn tận khánh, địa chỉ là quốc lộ 1A đường Trường Chinh, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, quý vị nhé. Và bây giờ Long mời quý anh chị mình chúng ta cùng đi chiêm ngắm ạ. Đây như nói về quý anh chị mình thì ở khu vực trước này có một cây lộc vương phải nói là khá là khủng luôn, quý vị. Đây là một cây phải nói là như dạng cây bảo tồn luôn rồi. Quý anh chị mình có thể thấy không ạ? Cái chậu này thì nó rơi vào khoảng 2 mét mấy á. Chiều dài này 2 mét mấy, bề ngang thì nó cũng khoảng tầm 1m8, 2m2, 1m8 hay sao á. Mà gần như là cái cây lộc vương này thì nó ôm tròn luôn rồi. Cái này đường huân của nó rơi vào khoảng tầm trên 300 huân. Mà nó là liên lạc chạy chi như thế này đấy, quý vị ơi. Kinh điển luôn. Đây một tác phẩm cây lộc vương, phải nói là cái giá trị thời gian của nó cực kỳ cao nha quý vị. Những cái bộ tái cây ở phía trên thì được nhà vườn nuôi dưỡng một nặng cũng rất là lâu rồi. Quý anh chị mình có thể thấy được cái bộ chi cây nó to như bắp đùi mà. Ồ bên này thì có con sánh cũng ghế gớm này. Sánh khủng rồi này. Sánh một cột một đặc quèo như thế này này. Kinh điển. Đây lộc vương này. Như quý anh chị mình thấy thì về cái vẻ bên ngoài của cây này, lớp bao bọc ở ngoài, lớp da gần như là hóa đá luôn, quý vị. Nó da hóa đá luôn. Phần này Long tính chắc nó rơi vào khoảng tầm 300 mấy 400 phần đấy. Kinh điển luôn đấy. Chỉ cần ở trên nu nu cục cục. Đây là một tác phẩm cái lộc vương khá khủng, quý vị nhá. Thì Long cũng chia sẻ hết cho quý anh chị mình chúng ta ngắm. Những cái mặt theo bây giờ nó đã bó lên lại như thế này này. Ở cái mặt phía sau của nó như thế nào, chúng ta cùng đi một vòng để tham quan. À mặt sau thì nó là hang hóc gỗ lụa, quý vị ạ. Mặt trước thì liên lạc, nhưng mặt sau của nó thì những cái hang hóc như thế này. Nhìn cổ kính vô cùng. Hang hóc ha. Hang hóc mà được nhà vườn làm mềm lắm, mềm cấy lắm. Tất cả cái mẹp nó cuốn lại hết đây này. Kinh điển ha. Hang hóc cổ kính ha. Đấy thì Long cùng quay chia sẻ cho quý anh chị mình ngắm nhìn ở cuốn video lần này tổng thể nhà vườn sinh vật cẩn tận khánh để chúng ta cùng chiêm ngắm, cùng tham quan với Châu Gia Long, ngắm nhìn tất cả những tác phẩm tại nhà vườn nhé quý vị. Sáng bên này thì còn nhiều lắm, nói chung là khu vực này thì còn nhiều để Long đi tổng thể cho quý anh chị mình. Đây có một cái mền dạng bẫy cực kỳ đẹp này. Ồ, cái mền dạng bẫy này bay ra ngoài này khoảng tầm hơn 3 mét đó quý vị. Cái mền coi mặt đế cái này có đẹp không, đế khủng ạ. Cái gì mình có thể cảm nhận được một cái mền dạng bẫy chưa? Những cái dòng cái dạng bẫy như thế này mình phổi những cái hồ tiểu cảnh đồ đẹp lắm quý vị nhé. Huỳnh nó to hơn 100 huỳnh, con này hơn 100 huỳnh luôn, to lắm. Toàn bộ chỉ cần đến là sửa đó quý vị nhé. Chỉ cần được sửa uốn nắn vào kẹp
thì Long cùng chia sẻ với quý vị mình ngắm nhìn. Bay ra xa lắm, thiên biển ha, những cái màu đá này, màu đá thiên nhiên này, về làm đặt trưng bày tại nhà vườn. Đây quý vị mình có thể thấy những cái mẫu chầu xi măng được đắp nổi to như thế này, cái này phải 2 mét quý vị. Đấy, mẫu chầu xi măng to như thế này. Đây, những cái mẫu chầu này quý vị mình có nhu cầu thì có thể liên hệ với anh Khánh để mình mua quý vị nhá. Ở nhà vườn xin cẩn thận Khánh thì cũng làm những cái mẫu chầu lớn như thế này, từ tay đúc và làm tại nhà vườn luôn, đẹp ha. Quý vị có thể thấy những cái mẫu chầu to như thế này, làm chắc chắn lắm quý vị nhé. Cái này là từ nhà vườn làm đấy. Thế nên cái giá của quý vị mình nếu như mua thì nó nằm ở cái giá tận gốc đấy. Đấy, những mẫu chầu như thế này. Sinh vật cảnh Tuấn Khanh. Qua bên này thì mình có thể thấy được một cái phường vị, nó đi vào huyền thoại luôn rồi quý vị ơi. Con này thì nú cục hết biết luôn, kinh điển cái phường này. Giá rẻ thì nhắn nhau, nú cục kinh điển. Tay cần sửa bây giờ to như cổ tay đâu quý vị này, to như cổ tay luôn rồi này. Nú cục cục nhìn đã đời luôn. Con này phân cũng to lắm ạ. Đấy, những đường co lắc này, những nét sửa này. Mặt đè ở phía dưới này, tròn vó 4 mặt luôn, nhăn nheo già cội, nú cục. Đó, Long cùng chia sẻ cho quý vị mình ngắm nhìn nè. Những cái phường ha quý vị, chùm phường vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Đấy, quý vị mình có thể ngắm nhìn cái phường này cũng là một cái đẹp quý vị nhé. Nó dạng luôn lực mà mặt cắt nó không có. Bông giấy dạng bay bay. Con này tổng chiều cao của nó nếu như tỉnh hết thì nó chưa tới 3 mét đâu quý vị ạ. Con phường này á, nu cục ghê gớm lắm. Đây, đi sáng khu bên này thì để gặp gỡ chủ vườn xin cần Tuấn Khanh. Chúng ta cùng gặp gỡ, cùng trò chuyện và cùng chiêm ngắm những sản phẩm mà nhà vườn hiện tại đang còn nuôi dưỡng tạo tả các quý vị. Những mặt đá cảnh. Đang tới cái hả anh? Đây, xin chào quý vị đấy, nhà vườn xin cần Tuấn Khanh. Anh có thể tắt nước được xíu đâu. Đang tới sớm một xíu ha. Đây em đeo cái mic này vào rồi em tắt nước rồi em nói cho nó dễ ha. Đây quý vị mình có thể mình nhìn sáng khu vực bên này thì ở đấy nó có một cái vũ sữa cực kỳ lớn. Đây những cái công trình quý vị ha. Cao lắm, con này cao phải tầm 5 mét trên 5 mét ạ. Thời tiết tại thành phố Phan Thiết trong ngày hôm nay thì nóng nắng cực kỳ quý vị nhé, nắng khá to. Đây một cây vũ sữa khủng luôn đấy. Ghế hồi nào mà thấy đột xuất quá. Em đi nãy giờ em vòng ngoài đường. Đây cái vũ sữa, cái này cao được mấy mét khác nhỉ? Cao gần 6 mét. Cao gần 6 mét. Hôm nay nó về vô hề cái công trình. Cái công trình đợt này nhập về cũng nhiều đấy anh Khánh hả? Mới nhập lô mười mấy cây công trình lớn lớn. Cây lên lợn lớn như này. Cái này hình nó được 200 đó. Chắc được quá hả? Được về hết chứ hả? Gần 200. Gần 200 hả? 200 là tỉnh được chế nữa. Còn dưới này là hết chắc hả? Mới dưới hơn chứ. Dưới là hết. Kín điện hả? Đây là những cái công trình quý vị nhá. Cây lớn. Cái này có cái gì mà hay về anh Khánh nhỉ? Cây keo á. Keo trái á. Me keo hả? Cây me keo á.
À, ở đây có cái mè keo khủng chưa? Cái lũ nó từ ngoài sau mà nó thông ra đằng trước nhìn. Nhưng mà nó ở trong nó thông luôn không? Đó, nó gần thông thôi chứ cái mặt bên kia là nó có lỗ vô luôn. Giống kiểu lụa ấm mà hả? Ừ. Giống cái lụa đi ấm trong thánh đó quý vị. Đây này, cái mặt lụa ở phía sau nha. Mè keo thì nó chắc chắn nó phải có lụa thôi. Nó thông qua bên này luôn. Có cần ấm dữ. Mình cảm tưởng là đi ấm thôi nhưng mà nó là không phải nó thông bên kia qua đâu quý vị nhá. Đây cái mặt bên này nhìn mình thấy này. Đấy chưa? Từng mặt lụa đi lên quý vị này. Lên từ trên cái đang bắt đầu bây giờ mới đấm tường ra hết này. Sau này tạo thành cái này thành phẩm khó chịu cực kỳ ạ. Dạ, đằng sau cốt tranh là vấn đề. Đấy. Còn đây mà thành phẩm là khó chịu lắm à. Nói chung là có mấy cái tút ở trên này hả? Ừ. Tận dụng được mấy cái tút ở trên nữa quý vị. Bắt đầu nuôi dưỡng cái này vài một vài năm nữa thì quý vị mình có thể thấy được cái vẻ bề ngoài của nó khá hẳn quý vị. Trời bên đây con mình hả anh khách? Ờ con mình. Trời ơi cái mình nhưng mà khủng bố gì vậy? Quanh 350. Quanh 350. Ừ. Trời ơi cái mình quý vị này. Nè. Kính điển cái mình này luôn đấy. Cỡ đây. Quanh 350. Vậy anh nhập đến đây về cũng nhiều cái công trình phết nhỉ? Nhiều chứ. Rồi cái mảnh này hơn 350. Đã giờ quý anh chị mình có thể mình chỉ cần một cái như thế này đặt vào một khu biệt thự ha, vừa làm cái bóng mát vừa làm cái ăn chải luôn thì tuyệt vời. Mấy cái bên kia cùng mình thấy đó anh Khánh. Có vú sữa khới mặn. Cái bên này vú sữa hả? Cây vú sữa. Quanh cây vú sữa nhưng mà khủng vậy. Quanh 300 mấy á. Quanh cùng 300 mấy. Ừ. Anh nên kêu thờ qua bên kia xịt chút anh chừng. Ờ à, để em quay cái sợ nó dính vào ngay cái. Anh đi qua đi. Vũ sữa. Đó. Quanh cùng 300 mấy. Thấy không? Cây cũng mới về chưa cắt ba cái cành dâm. Đó, cây lớn. Kinh điển nha. Mới ra mầm nữa. À mới đâm tược ra đó ha. Trời ơi, cái này cao bao nhiêu mét đấy anh Khánh? Cao 7,5 m. Cao 7,5 m. Kính điền hay. Đó, cây cây mặn nào cũng lấy một phọt đó, 7,5 m, 8 m là cây mặn là nó đẹp đều, cái sữa đẹp đều ha, chỉ cần nó đều ha. Ừ. Thấy không? Qua bên đây thấy cái bề ngang nó to đùng, thân nó sắn. Cùng bộ ha. Kinh điển chưa quý vị? Mặt đế cũng đẹp đấy anh Khánh này. Anh kia thấy anh tắt được giùm em cái chỗ của nó. Đấy cả. Anh nhìn vào ống kính á. Anh Tứ bên đây. Đây, bây giờ mình có thể mình thấy được một cái mảnh mà cái phần nó 350 là kín khủng lắm nha. Cái nào cũng góc mình luôn hả? À góc mặn luôn. Trời ơi Khánh về mày góc mình khủng bố thịt. Đang đi cái xe quá khổ không à. À bên này thì khệ này. Ồ đấy có lấy có góc mình mà nó sao nó có cục nu đặc biệt thế này nhỉ. Được đây cục nu à. Cái này là có cục nu hả? Ừ. Túi lọc đấy. Cục nu rồi anh Khánh lại ôm cục nu rồi coi to cỡ nào. To khủng khiếp luôn người ơi. Nút này là nút sóng luôn đấy. Nút sóng quý vị nhé. Vậy cái này quý vị mà có vườn lớn anh Khánh đặt vào hả? Nó mới gây điểm nhận đeo vườn. Cây bằng lăng đợt trước ra thấy đợt này là làm lại đây nó sạch nè. Đó, mấy cây này cũng mới nhập. Mấy cái khẻ này cũng mới nhập hả? Một cốt. Đây cây bằng lăng cũ nè. Đây, cái bằng lăng này. To khủng bố chưa? Ngắm nhìn mấy cây này nó mới tê. Cái này nó có một cái vách như thế này nhìn độc đáo ha. Đây là ngồi đây là cái vách hang nè. Bây giờ nó cái vách nó còn sống ta? Sống nè, nó liền nè, da nó kéo rồi. Ờ, cái vách nó mà còn sống không ta? Đây này.
Mắm bên đây thì lùa hả? À, da nó nùng rồi. Dạ, dạ đun thấy luôn này. Đó, cái này bít luôn. Cái này nùng bít. Bít này. Ừ, nó đun bít lại luôn nhé. Ừ. Trời, nhìn hãng khóc ghê hả? Ừ. Mới làm gọn gọn cái này thấy nó đẹp liền. Thiên điện ha. Này con này giá trị thời gian nó cực kỳ cao luôn. Tại quá nhiều thời gian lắm. Bằng lăng, cái này bây giờ sau này ghép tường vi vào lên thế nào? Ghép không? Ghép cái bằng lăng lá nhỏ. Bằng lăng lá nhỏ hả? Bằng lăng tím trắng á. Hoặc bằng lăng thái cũng được. Thái lá cũng lớn. Thái lá cũng lớn hả? Ghép bằng lăng nhỏ hả? Bằng lăng lá nhỏ. Cái này thì giờ được khỏe mạnh ổn định hết rồi. Ừ, nuôi cũng được mà. Năm mấy rồi, bây giờ cứ cắt giật rồi. Bây giờ là cắt giật mà cái tụt đấy nữa đó hả? Cắt hết rồi, bây giờ ra lọc lại ghét hả? Dạ. Đã đời chưa? Cái lớn, cái công trình không ạ? À? Ừ, mắng cầu tay mới đưa về mà ra lọc. Mắng cầu trái á. Mắng cầu trái, mắng cầu gai á. Ờ, mắng cầu gai, mắng cầu nó dâm đã đúng không? Ừ, đúng. Thấy bộ xương nó rụt rịch không? Ghê hả? Mắng cầu mà nó ít lớn vậy lắm. Đúng rồi, mình câu cái lợn về đó. Cái em trại cũng ở vườn khen nó cũng nhiều. Nói chung là trong này thì còn những cái khủng nữa hả? Ừ. Đây đi sang bên này, khu vực bên này đi. Cây me long nhớ được trước. Để anh trước bây giờ đem vô đây không? Thì mẹ ở trước cổng cái gì? À, để anh trước ngồi đây nè, giờ đưa vô đây nè. Mẹ khủng khiếp rồi nè. Đó, đang cây lớn quá trời bự luôn. Ủa bên này còn cái gì đấy, cái khế à? À, cây khế. Ồ, cái khế mà thấy mà cái khế này nú cục cục quá trời luôn này. Thầy này cũng mới đưa về đó. Mới đưa về anh? Mới dâm được được nửa tháng mà nó ra xúc về đó hả? Ừ. Trời, con khế khủng khiếp, con này nú cực kỳ nhiều nú quý vị nhá. Con này hơn 200 nhỉ? 300 luôn chứ, 200 gì nữa. Hoành này cũng 300. Trời ơi, con khế này. Cái này được cả vài trăm năm tuổi nha. Cái này chưa tới chủ nhà nói là cái cây mặn á thì 150 năm, còn cái cây khế này là có 99 năm thôi. 99 năm thôi hả? Còn năm nữa 100. Hơn nữa còn 300 nữa quý vị ạ. Đấy, non 300. Ghê hả? Ừ. Khế. Cái này cao chắc ấy, cùng 6-7 mét, cùng ngang ngửa. Đó, ngang ngửa một lô đó, lấy về trong đó. Ngang ngửa bay hết luôn nè hả? Ừ. Mà con này đặc biệt nó da, nó có bị vòng như không anh? À, đặc hết. Đặc hết hả? Một con khế lớn như thế này mà đặc hết là cũng hiếm nha. Đó, qua mặt này cũng đặc hết. Để thì cũng quá đẹp luôn rồi hả? Để trải đều một mảng luôn rồi. Để Long chia sẻ cái khu vực cây lợn được quý vị nhé. Xíu nữa anh em mình lại đi vào ở phía trong để ngắm nhìn ở phía trong nữa. Không có bọng một lỗ nào hết. Liên lạc, ồ đặc quèo hết luôn ta. Đặc quèo liên lạc hết luôn quý vị nhé. Không bị bề bọng bất cứ chỗ nào luôn. Đó, cái bộ rễ này là bữa nay là thấy là sướng rồi nè. Có bự ha. Nó bự, nó chảy. Khủng. Cái hang này hang cầu không à? Ví dụ mà bứng thì bứng được cái này không? Thọ bự quá. Qua trời qua đây. Anh em mình lại đi vào phía trong mình ngắm mấy cái đang nuôi ha. Vũ sữa đang nuôi. Đang nuôi. Đang khế công trình vũ sữa. Qua trời qua đây. Mấy cái lên lợn. Đi chiêm ngắm khu vườn của anh Khánh ở trong này còn nhiều mặt lắm. Tường vi. Đang lắng ghép tường vi rồi. Cái này là tường vi thôi, có gì nữa. Cây này tường quy huyết long nè, đỏ nè, bông đỏ nè. Bông đỏ. À, ghép lên cốt thôi, còn nhiều bỏ trống hết. Kê đoạn thứ tư đi rồi. Sau này rồi bắt đầu cho nó lên, cho súng rồi bắt đầu mình làm tiếp. Đi từng bước chứ đâu phải nuôi cái là lên sẽ đi cấy lên đâu. Vâng. Chúa chát chứ hả? Ờ. Đây mình ngắm nhìn khu vực bên này. Khu vực cái bonsai nhỏ nhỏ bên này thì bữa trước mình clip trước tuần trước mình có chia sẻ rồi ha. Nãy mình quay sơ thôi. Quay sơ mà mình chưa có quay hết vườn. Giờ thôi dạo sơ cho anh em ngắm chút. Đây những cái mặt hàng bonsai thì clip trước có quay hết vì. Bonsai thì nhiều.
sai nhỏ nhỏ ở Khánh Lê Vương, Khánh còn nhiều lắm quý vị. Đây là những lụa gỗ này thì sao anh Khánh? Mấy cái lụa nghệ thuật này mình cũng giao lưu cho anh em. Mấy cái lụa này gần như hỏa đá đấy hả? Cái tường mà cái tường phát đây là anh biết làm bằng người gỗ gì không anh Khánh? Cái này gỗ bamboo của Trung Quốc. À. Tên to ha. Văn sư như ý. Ví dụ cung này mình bán thì nó rơi, ví dụ mình bán nó rơi vào khoảng bao nhiêu tiền anh Khánh? Khúc này ha, 17 triệu. 17 triệu cung này hả? Ừ. To ha. Liền lạc hết. Khối. Các cái thỏi vàng ở trên. Mang là may mắn có nha, đây thỏi vàng có một bàn tay này. Có bự lắm nha. Thế còn mấy cái bộ bàn gỗ đó bên này là sao? Đấy, bàn gỗ quá trời quá đất đây. Mấy cái bàn nâu này giao lưu cỡ 18 triệu bộ. Bộ như thế này là khoảng 18 triệu. Một bàn với 6 ghế. 7 món ha. 7 món như 3 ghế tựa, một đôn, một bàn. Bộ này là gỗ gỗ mặt. Gỗ mặt. Ừ. Đó, vân gỗ tự nhiên luôn này hả? Cái vân gỗ nó nè. Cái vân rin đó nè. À. Đó, mà nó đang. Đó. Ngày nay thì mình vừa đến cái gỗ thiên nhiên rồi mình tạo lên ha. Đúng rồi. Bộ này bao nhiêu anh? Bộ này 25 triệu. 25 triệu hả? Ba ghế với một bàn, một đôn. Đấy bên này cái anh biết cái gỗ này không? Anh nhìn này em cứ nhìn sơ sơ em thấy cái này anh thường cái kia này. À, cái này gỗ đỏ. Gỗ đỏ hả? Ừ. Khác con rồng. Rồng ôm trái châu. Trái châu xay được. Xay được luôn á. Ừ. Hay ha. Làm hoa văn hoa thì cũng sắc nét chứ không? Cái này cái đồng hồ. Cái đồng hồ đấy hả? Ừ. À phải, bữa mình sẽ gắn cái đồng hồ. Gắn đồng hồ. To à? Nó nói to à? Gỗ gì anh biết không? Gỗ đỏ. Gỗ đỏ à? Ừ. Gỗ gỗ đỏ ha. Cái này thì đặt hàng làm hàng trưng bày sáng cực kỳ rồi. À. Nó có chấn đốn không anh? Ví dụ anh bạn mới giao lưu cả có chấn đốn không? Nếu mà bộ này dưới trên chân đôn luôn 21 triệu. À là cả chấn đốn là 21 triệu hả? Ừ. Chất liệu là gỗ đỏ. Bộ này là khoảng 21 triệu cái này. Quý vị mình có thể mình thấy người ta làm chi tiết khắc tay em nhé. Vì vậy đầy đủ hết ha. Cái này gắn thêm đồng hồ 21 triệu bây giờ. Nếu như mà quý vị giao lưu anh Khánh cố gắng lắp cái đồng hồ này thêm người ta được không? Thì mình lắp đồng hồ luôn nhé. Lắp đồng hồ luôn hả? Lắp một cái đồng hồ ở đấy quý vị ha. Làm hàng trưng bày. Là 21 triệu đó. Là có cả chấn đốt nha. Thấy cái khúc lũ này chưa? Bên trong đó, bên trong nó giống như là có bức tranh. Trời. Nó có cục kiến điện này, to lắm. Ừ. Quay thử bên trong nhìn vô thử nè. Ở trong hả? Bên trong trống lỏng. Trời ơi, trong này nó như một cái cung điện ở trong quý vị ạ. Hàng học kiến điện chưa? Mấy người ngồi trong này còn hết nữa. Đó, cái mặt này là nâu nè. Nâu nó chảy nè. Nâu phần này nó hết nè. Có hang hốc nhìn. Cái này biết cái gỗ gì không anh Khánh? Gỗ trăm. Gỗ trăm. Ừ. Con này con sống đã. Lúc trước nó sống. À. Nó vuốt ngọn hết rồi do để ngoài đường á. À. Nắng hát quá. Tụt. Nâu ghê ha. Ừ. Rồi nâu nuôi cuối cùng. Yeah. Nhìn thấy giống như cái hang động à. Đã ha, hàng to luôn đấy chứ. Cái này mấy người vào trong ngồi cũng hết. Quá trời quá đất. Bên này thì cái bàn bên này là gỗ gì ấy, nên Khánh? Cái bàn gỗ hương. Gỗ hương hả? Ừ. Ồ, bộ này là gỗ hương luôn hả ta? Đó, một bàn 6 ghế. Bàn sáu ghế là gỗ hương hả? Ừ, gỗ hương nữa, vân hương. Rồi nhìn làm theo cái phong cách tự nhiên ha. Ừ. Một bàn sáu ghế, bộ gỗ hương này, nếu như gỗ hương thì nó nhiều tiền à? Cái này cũng cỡ 4 mấy triệu á. 4 mấy triệu hả? 45. 45 triệu. Đấy, bàn gỗ hương này 45 triệu quý vị ạ. 6 ghế hả?
6 ghế. Đồ hương thì chắc chắn viện gì biết rồi, giá trị phải không? Mặt bàn này là mặt liền luôn hả anh? Một mặt bàn liền hả? Liền hết, đây nè. À, vấn đề của mặt bàn liền luôn đấy. Đấy, nhưng mà cái bộ đồ hương này thì khoảng 40. 45. Cao không? Nếu tính đồ hương thì đâu cao hả? Thế như cái bộ này 18 rồi, thấy không? Cũng nu nằng mà 18 triệu. Nhưng mà cái gỗ này thì gỗ này em biết gì gỗ gì không? Nghe cái cây nu dâu gì á, hồi đó mình... Nu dâu gì á? Ừ. Cũng nu dữ dằn lắm chứ. Ở dưới này nu ra nữa. Cả đôn cũng nu. À, nu như thế này. Đó, đôn cũng nu. Đó, chân rồi cũng nu vậy đó. Cái này là ghế luôn nhưng mà được đốn rồi, nhưng làm ghế ngồi luôn rồi. Ngoài cái mặt gỗ này ra anh Khánh chơi đá cũng nhiều không anh Khánh hả? Ờ, chơi Suzuki rồi đá phong thủy rồi đó. Đây nhìn miếng đá gọi là đứng bay này ha. Đá gì nhá. Đá hóa thật đấy. Nhiều lắm. Bên này mình đi vào trong cái khu, trong cái phòng trưng bày đá đấy anh Khánh ơi. Có cái hòn đá này nguyên khối luôn hay sao đấy anh Khánh? Hòn đá mà bắn mã gì đấy? À, cái đó là nguyên khối tạc ra đó. Nguyên khối đá mình tạc ra đấy. À, nguyên cục. Cục liền cho mình tạc ra khắc ngừa nó như thế này. Cục phu lắm nhỉ? Lâu. Nhiều thời gian lắm. Với cả hòn đá bắt đầu làm khắc một cái nguyên đá nguyên khối gì nhá. Bắn mã. Đây, mấy cái hàng này trang trí thì đẹp quá. Tiền nhiều không? Cái bức này tiền nhiều không? Bức đó hả? Ba mấy triệu. Ba mấy triệu. Đá này chất liệu đá gì anh Khánh? Đá mã não. Đá mã não. Ba mấy triệu hả? Đá nguyên khối mà. Đây mình vào trong cái phòng trưng bày đá trong này để quý chị mình ngắm chơi này. Bức trưng bày đá quý nhé. Khánh thì bao la đủ các mặt hàng luôn. Đây những con đá phải nói giá trị cực kỳ đấy. Đó. Cái này mã não nè. Mà nào sáng loáng Casidon rồi cái này canh thạch nhũ hả? Ừ. Đấy, những cái đá này nói chung là đá này ví dụ quý vị mình liên hệ giao lưu được chứ hả? Được chứ, giao lưu được chứ hả? Ừ. Đá trưng bày cái gỗ lũa như lốc xoáy không? Hình lốc xoáy. Ừ. Hay hả? Quá trời đá luôn bây giờ. Đây có những cái bức đá mà cũng đi thi nó cũng nổi tiếng rồi nhé. Cụ thể là có cái bức đá nào nhà em nhờ cái chủ qua gần đồn bên kia đúng không? Đúng rồi. Đặt giải vàng châu Á Thái Bình Dương năm 2019 đó đi ạ. Nói chung là một cái danh hiệu cũng cực kỳ danh giá đấy. Cục này cũng mới ở Long An đem về. Long An hả? À, được giải bạc. Giải bạc hả? Của cuộc thi nào ấy? Bữa đi Long An đó, à đi Sa Đéc á. Sa Đéc hả? Nhẹ bạc. À, cái này thì mình nó tượng trưng cho cái gì anh nhỉ? Tượng trưng cho cái hai gì? Đồng Phong Nha. Đồng Phong Nha hả? Ừ. Ồ, Phong Nha cái bang là của quê hương Châu Gia Long cái gì nhá. Tượng trưng một cái đồng Phong Nha. Ủa, mấy bữa em cũng xuống quay cây em cũng gặp anh dưới đó mà. Em có rồi nhưng mà ý là bên đại em không có quay. À. Bên đại em không quay. Có quay sơ sơ à, nên là cũng để ý nhiều, nó cũng có ảnh tượng nhiều. Đây, cái này là giải vàng châu Á Thái Bình Dương này đúng không? Ờ, chú voi nữa. Chú voi bản đồn, mang ý nghĩa trừu tượng quý vị ạ. Cái này nó đạt được cái giải vàng, gọi là danh giá của cái giải châu Á Thái Bình Dương. Năm 2019 tổ chức ở Suối Tiên đó quý vị. Giải vàng nhé. Ta ấn bỏ cái danh hiệu giải vàng ở đây luôn cho nó nhìn cho hình trạng này. Đầu ở đây người vô người ra rồi dục lên dục xuống. À. Đấy, những cái mặt đá phong thủy đã trưng bày đã cảnh như thế này thì quý vị mình có thể mình liên hệ với Khánh đang nắm giữ rất là nhiều sản phẩm đá cực kỳ đẹp đấy. À, em thấy mấy cái dãy núi này đẹp không? Đâu? Đá tự nhiên luôn hả? À, dãy núi nó mỏng rồi nè, à, như hòn núi như thu nhỏ đó. Dạ, yeah. Nhưng mà nó là tự nhiên luôn nè anh. Tự nhiên hết. Có tác động gì không? Không. Không tác động gì luôn hả? Ừ. Đây, những dãy núi này. Nó giống như một cái dãy núi Trường Sơn vậy đó ha. À. Có nhiều cái mặt hàng đã hay lắm đi. Cái này là bức tranh của Hồ Xuân Hương Thiếu Nữ Ngủ Ngày.
thiếu nữ đang vắng quýt chịu không nổi, chịu không nổi ngủ ngày mà hãy quá hả, chém sơ đi nha. Tại chúng ta chơi đá thì nó phải mang tính chất trừu tượng của đó, mấy cái này là bức chân dung hình mẹ trừu tượng á, một đồi hai núi, đồi hai núi hay lắm, còn nhiều lắm. Còn trên mấy cái mặt gỗ này thì sao, gỗ này quý chị mình nếu làm hàng trưng bày được này, cặp cọc rồi. Ừ, cốc thì giao lưu, chứ mấy cái này là đồ mình đi trưng bày gỗ lũa như mấy anh em á. Trời, về nếu như mà ai tìm hiểu về bên cái mặt cái các cái môn mà gỗ lũa này mới hiểu được. Trừu tượng lắm. Cốc. Cốc Oro. Cái này thì em tưởng nhận mình là ngầm đồng tiền. Chắc cũng không ít tiền hả? Gỗ gì thế, gỗ gì em? Gỗ hương. Gỗ hương hả? Con này ha, dạ. Hai mẹ con cóc là 5,5 triệu. Hai mẹ con luôn hả? Ừ. Hai mẹ con cóc là 5,5 triệu. Sắc sảo lắm này. Đá thì bảo là bạn ngạt. Đi anh em mình lên cái khu vực là chế tạo phá với lên làm đốn làm chầu gì sau này quá trời quá đẹp luôn quý vị ơi. Chia sẻ cho quý anh chị mình. Rồi trong cái dịp này này, trong dịp hè này này, quý anh chị mình đi ngang qua khu vực ở Phan Thiết thì ghé đi đường quốc lộ 1A thì có thể ghé tới xin cần tỉnh Khánh để mình uống nước trà, ngắm cây, ngắm đá quý vị. Đó, những cái đá này mình để chế tác dần dần rồi đó. Cái địa chỉ chính xác là nằm ở đoạn nào ở đấy ở Phan Thiết trên Khánh nhỉ? Cầu Cà Tý, đường Trường Chinh. Cầu Cà Tý. Ừ. Đường Trường Chinh, thành phố Phan Thiết. Số nhà bao nhiêu á? Nó là quốc lộ 1A, nó chưa có số nhà, nó để cầu Cà Tý. Cầu Cà Tý. Ừ. Đấy khu vực chế tác đá quý vị ạ. Nhiều lắm. Trên trục đường quốc lộ 1A đó, những cái máy móc này làm chuỗi bi cầu nữa. Ừ. Chế tạo đá. Đá đá này là để mình lên đế. Toàn là thiên nhiên cả ha, chế tạo đồng gì đâu. Cái này mình làm chân để thôi chứ hả? Ừ. Làm chân để rồi mình đặt trưng bày. Nhiều lắm. Đó máy xẻ nhỏ lớn gì tầm lâm. Ngoài này là các cái chầu đấy đúng không? Ờ. Vực làm chầu quý vị. Đây những cái khuôn này, khuôn làm chầu này. Ừ. Đây khuôn này. Quá trời khuôn này. Khuôn này đúc ra những cái chầu lớn như thế này quý vị này. Chầu lớn ngoài kia còn nhiều loại mẫu chầu. Đó, lớn. Cái này là cái chậu chân quỳ, khuôn chậu chân quỳ. Đi đường này nè. Ờ mình làm chầu như thế này mình cũng phải làm ở trong mình dăng kèm hết như thế này anh xem. Sao? Thì là như đây là mình làm cái khung để à, chậu gì? Cái khung để quay cái chậu tròn á. Mình dằn kẹp như thế này hết hả? À, thì làm như vậy nè. Nó mới chắc chắn được hả? Không ạ. Dằn kẹp đâu lại quý vị. Đủ loại mẫu. Này, mấy mẫu chậu lớn này. Chậu tròn. Quá trời, quá đẹp. Đó, cái này là cái chậu lớn long lăng quy phụng nè. Đáng đúc thôi. Đó. Để đúc xong rồi chơi nó khô hả? Khô, mai gỡ ra. À, chơi nó khô. Lớn lắm mà cái này khoảng gần này chúng mình chơi mệt mấy 2 mét ạ. Này à, đúng không? Mét mấy, 2 mét mấy. À, quá trời ha. Năm nay có mấy cái mai chơi. Đi tới bên Khánh mà nuôi mái là không sợ tổn tiền chầu đấy đó. Chầu tự làm không quý vị ạ? Ừ. Có những mẫu chầu lớn này thì long quay ở ngoài đường đấy. Đây, mẫu chầu lớn này. Quá trời, quá đất. Bonsai này yêu lắm, sao mà dấu sau này nè, dễ mỉ. Mấy cái này chơi bóng thì xương này. Ừ. Bóng này nhìn nó sắc ghê rồi chứ. Đang nuôi cái việc cái này thì này chúng ta là đang nuôi thời gian nữa thì anh Khánh cũng di dời được rồi chia sẻ với chị bên ngắm đó, những đá này là cũng làm thi công cho anh em làm công trình làm nông bộ đâu anh Khánh hả? Ờ, tiểu cảnh nông bộ hồ cá coi. Đá này nguồn đá này ở đâu anh? Đá Gia Voi của Thanh Hóa. Thanh Hóa, đá Thanh Hóa hả? Ừ. Rồi di chuyển từ ngoài đó vào đấy cũng cả một vấn đề cho đôi dân dàn hả?
xe nó tập kết chuyển hàng cho mình vậy. Dạ. Ok, thì tới với Vân Khánh hôm nay thì cũng cố gắng chia sẻ của video tổng thể này cho quý anh em ngắm tổng thể. Bữa nào anh Khánh rảnh nhá, em có thấy anh có một cái cửa hàng mà bán những cái mặt đá mà làm từ quả địa cầu á, với cả cái mặt hàng trưng bày ở bên kia, cửa hàng bên kia. À, cửa hàng trên 19/4. Ừ, cửa hàng nào để chia sẻ với anh chị mình cùng kênh sưu tầm những mặt hàng như vậy đó anh Khánh. Cái đó là mình trưng bày đá bán quý với đá quý, đá phong thủy, trên đó là đầy đủ. Thì những cái mặt hàng đó đôi lúc bây giờ người ta cũng cần để làm cái phong thủy và cũng có thể là làm cái hàng trưng bày. Thì đúng có bữa nào đó để mình chia sẻ ha. Bữa nào em có ra thì em báo anh rồi anh em mình sắp xếp lên đó qua nhà làm. Dạ ok Khánh. Có lẽ là mình kết thúc video đây. Hôm nay video nó hơi dài rồi đó. Rồi, mình chào anh em yêu cây cảnh và đam mê nghệ thuật trên toàn quốc. Rồi xin chào hết. Ok anh Khánh, Long xin phép kết thúc clip quý vị nhé.